là cái phần về nhân quả. Vậy thì ạ, ví dụ ngày xưa đến giờ chúng ta muốn cái gì thì chúng ta phải gieo cái đấy đúng không nào? Chúng ta muốn có nhà thì trước đó chúng ta ít nhất là chúng ta cũng phải gieo nhà. Chúng ta muốn có tiền, trước tiên chúng ta cũng phải tạo điều kiện giúp người khác có tiền. Chúng ta muốn có sức khỏe, trước tiên đầu tiên bên trong chúng ta cũng phải có những mầm mống liên quan đến hạt giống liên quan đến sức khỏe. Chúng ta muốn có một cái a gì đấy thì trong bên trong mình chúng ta phải có cái đấy. Ví dụ như chúng ta muốn có một cái mùa màng lúa bội thu thì bên trong ít nhất cái hạt giống nó phải là có cái tính chất của lúa, đúng chưa nào? Nó nở ra nó thành một cái lúa, nó không thể là từ một cái hạt giống xoài mà ra một cái hạt giống bưởi được, đúng chưa nào? Vậy tương tự như vậy, chúng ta muốn cái gì, chúng ta muốn cái gì thì chúng ta phải gieo cái đấy ở bên trong mình. Đấy, chúng ta muốn cái gì thì chúng ta phải gieo cái đấy ở bên trong mình. Đấy, chúng ta muốn cái gì chúng ta phải gieo cái đấy ở bên trong mình. Đấy, chúng ta muốn sức khỏe, muốn tài trí tuệ. Trí tuệ, muốn sắc đẹp, muốn ngoại hình một cách tự nhiên thì đấy chúng ta phải gieo. Thì gieo như thế nào? Gieo đơn giản như thế này. Bây giờ chúng ta muốn có tiền. Ví dụ như là tôi, bản thân tôi thời gian qua tôi gieo thành công mối quan hệ, thành công nhà, thành công về mặt ít nhất là trí tuệ, thành công về mặt tiền bạc. Không phải quá là mức gọi là đa tỷ phú các kiểu, nhưng mà ý là cái cuộc sống của tôi chỉ cần nó nằm trong cái khuôn khổ như vậy thôi, tôi không cần phải quá lớn. Và cái mức độ mà tôi nhận thấy được là từ ngày xưa ứng dụng những cái thứ liên quan đến NLP, IVC nó thất bại thảm hại luôn. Bởi vì không có gốc. Đấy, mà cho nên là thất bại thảm hại. Tuy nhiên thì sau đấy biết về nhân quả, biết về thần số thì bắt đầu gieo, bắt đầu mới gieo. 1-2 năm nay gieo thành công về nhà cửa, gieo thành công về mối quan hệ, gieo thành công về có thể tiền bạc. Nó cũng đang càng đến phát triển cái trí tuệ. Dần dần cái trí tuệ của tôi cũng được mở mang hơn rất là nhiều. Thực sự nó rất là tuyệt vời. Nhờ cái việc gieo hạt cả. Đấy. Nhờ cái việc gieo hạt cả. Thì cách chúng ta gieo đầu tiên là chúng ta muốn cái gì gieo cái đấy. Muốn mối quan hệ thì phải gieo mối quan hệ. Tương tự ví dụ như trong thần số thì có số 2, nó đại diện về những thứ liên quan mối quan hệ. Ví dụ chúng ta muốn có mối quan hệ thì chúng ta sẽ cần phải có cái sự gieo nó thiên về cái việc liên quan mối quan hệ. À, trong cái này, trong cái bài báo cáo về thần số thì chúng ta đã có rồi. Trong cái bài báo cáo về thần số đây thì đỡ tôi phải nói nhiều. Đấy, cái phụ lục 3 này này, cái phụ lục số 3 là cái phụ lục liên quan đến đây, phụ lục số 3 này, về muốn gieo về sức khỏe lâu dài, muốn gieo về giàu có, muốn gieo về tăng trưởng tài sản, hay muốn gieo về mối quan hệ hạnh phúc, thì nó có những cái nhân ở trong này rồi. Thì các bạn dở phần đấy ra, các bạn xem. Và nó cũng có rất nhiều những cái điều tuyệt vời. Vậy thì trong này tôi đã hướng dẫn kỹ rồi, thì bây giờ tôi chỉ nói cái nguyên lý qua, các bạn hãy đọc, vì đấy các bạn sẽ tự hiểu. Nó giống như thế này, chúng ta muốn có cái A thì chúng ta phải gieo cái gì đó có cái tính chất bên trong nó tương đương như vậy. Ví dụ chúng ta có muốn có một cái người yêu đến với chúng ta, thì bản chất chúng ta phải nhìn vào cái bản chất trạng thái tâm lý mà chúng ta được hưởng ấy. Chúng ta muốn có người yêu, bản chất là vì chúng ta muốn được cái sự đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu, muốn được cái sự gọi là sung sướng, có thể về mặt thể xác hay tình dục. Chúng ta muốn có cái sự gọi là chia sẻ, giao lưu, thấu hiểu nhau. Đấy, thì trước tiên chúng ta phải gieo cái đấy ra bên ngoài, và không phải là gieo cho một cái đối tượng mà đôi khi á, cái nhân quả nó hay là như này. Chúng ta gieo vào một cái đối tượng B này này, chúng ta gieo cho một cái đối tượng B thì mai sau cái kết quả về á, nó có thể đến từ một cái đối tượng C hay D, dưới một cái dạng và CD nhưng mà cùng cái trạng thái tâm lý nhưng mà khác về cường độ. Nó giống như ngày xưa chúng ta tát người kia một phát thì mai sau làm cho người ta đau điếng. Tôi nhớ là như vậy. Ngày xưa tôi tát một cái bạn một phát rất là đau, bạn ấy nhỏ hơn tôi cho nên bạn ấy rất là khổ, bạn ấy ấm ức uất ức, nhưng mà bạn ấy không làm được gì tôi cả. Và sau một thời gian tôi lên trên một cái trường, một cái lớp tỉnh, trên tỉnh để tôi học thi vào trường chuyên á, thì tự nhiên đang đi trên đường, tự nhiên rất nhiều một vài những thanh niên rất là to tấp tôi vào trong ngõ và đánh tôi rất là nhiều, và tôi cũng uất ức vô cùng luôn, và tôi không kháng cự được. Thì tôi thấy rõ cái nhân cái quả ở đây nó là xung như vậy, cũng nghĩa là cùng trạng thái tâm lý nhưng mà khác về cường độ. Có thể ngày xưa tôi tát nó một phát thôi, sau đấy tôi vừa bị đấm vừa bị thủi. Đấy, nó là như vậy. Hay là ngày xưa chúng ta đã từng có những cái câu chuyện về luân hồi như thế này mà nó là thực tế nha, thực tế về mặt nhân quả nha. Đấy chính là có những cái người mà người ta sinh ra với một cái bệnh mất máu từ nhỏ, người ta không hiểu cái nguyên nhân vì sao lại mất máu, bố mẹ di truyền hầu như là rất là ít. Thì khi mà người ta soi kiếp, người ta dẫn thôi miên soi kiếp người này, thì ngày xưa người này đã từng là một cái tướng quân, và người này dẫn quân vào một cái làng nọ, và người ta chém đổ máu rất nhiều người, và cái
nhân đấy nó tạo ra một cái quả là mai sau á, cái người đấy tự nhiên rơi vào, không không phải là cái người đấy mai sau sẽ bị nhiều người chém đứt cổ, mà người ta sẽ rơi vào một cái trạng thái là bị mất máu thường xuyên, bị đổ máu thường xuyên. Thì nó nếu mà xét về cái phương tiện bên ngoài thì nó khác nhau, đúng chưa? Nhưng mà nếu về cái trạng thái tâm lý mất máu mà chúng ta gieo cái gì gặt cái đấy thì đúng là như vậy. Có những nhân quả nó trọn vẹn trong cái trạng thái về tâm lý đấy, nó rất là tuyệt vời như vậy, nó công bằng lắm. Có những cái người các bạn thấy là người ta làm ác nhiều nhưng mà người ta vẫn xe sang nhà lầu, nhìn thì như vậy thôi, người ta có thể sướng về cái mặt vật chất nó ngăn ngắn như vậy, nhưng mà trong cái trạng thái tâm lý của người ta căng thẳng, lo lắng, bất an mà hối tiếc, hối hận, một những cái thứ đấy các bạn không nhìn thấy được đâu. Thực sự đấy, người ta tốt khoe ra nhưng mà xấu người ta đậy lại. Cho nên chúng ta phải hiểu nhân quả nó nằm trong cái trạng thái về tâm lý, nó là cái sự trọn vẹn như vậy. Vậy thì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn có tiền. Bản chất là chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn cái sự no đủ, chúng ta muốn cái sự là các cái nhu cầu được đáp ứng, đúng chưa nào? Vậy thì mình cũng sẽ cần phải làm nào để mà gieo trước, là gieo cái sự là giúp thỏa mãn nhu cầu của người khác, giúp cho cái người khác được no đủ, tự nhiên là tiền bạc hay những cái thứ khác nó đến với chúng ta, đúng chưa nào? Chúng ta muốn có sức khỏe, có nghĩa là chúng ta muốn có nhiều năng lượng, thì bằng bằng mọi giá là trước đó chúng ta phải gieo cái nhân của cái việc là chúng ta phải làm nào để chia sẻ về bài viết, hay là gieo nhiều cái nhân giúp người khác cũng được tăng về năng lượng. Ví dụ như là khuyên người khác nên luyện tập thể dục thể thao hàng ngày cũng là một cái cách các bạn gieo cái nhân năng lượng của bạn tốt lên. Bởi vì chúng ta sẽ thường có xu hướng làm những thứ mà chúng ta khuyên người khác. Đấy. Tiếp nữa là chúng ta muốn có nhà cửa, bản chất là chúng ta muốn một cái nơi ở gọi là thoải mái, muốn một cái nơi ở gọi là tuyệt vời, muốn một cái gì đấy nó là rất là sung sướng, nó là một cái gì đấy tổ ấm ổn định. Trước đó chúng ta cũng phải gieo một phần giúp cho một số những đối tượng khác ổn định. Ví dụ tôi gieo một muốn có một cái, ở đây là tôi chứng minh bằng cái cuộc sống của mình. Ví dụ tôi có một cái căn hộ cũng thuộc dạng là hạng sang đấy, ở ở Vinhome chẳng hạn. Thì trước đó bản thân tôi cũng đã từng giúp cho một cái gia đình có một cái ngôi nhà lên đến khoảng 50 60 triệu, tôi chỉ đóng, tôi chỉ gieo khoảng 10 mười mấy triệu thôi. À, hay là giúp một số những cái người khác cũng có những cái nhà. Và một số bạn thì bảo là nhưng mà chị hay anh chị không có tiền, không phải đâu. Chúng ta chỉ cần gieo đúng cái phần thu nhập mà bằng 10% hoặc là 5 đến 10% thu nhập của chúng ta, khi chúng ta có cơ hội chúng ta gieo, chúng ta hỗ trợ người khác, tự nhiên nó tích ra một cái dạng hạt giống âm cực và dương cực trong đấy, và tự nhiên những cái năng lượng về điện quang tâm linh á, nó một thời gian sau nó tăng trưởng hút đến chúng ta những cái cơ hội để chúng ta có cái khả năng sở hữu được những cái gì mà chúng ta ngày xưa chúng ta gieo. Cái đấy là về mặt khoa học thì người ta đã và đang chứng minh, nhưng thực tế trong mặt tâm linh thì rất nhiều thánh nhân người ta đã nói, người ta đã soạn thành kinh sách, người ta soạn thành những cái tài liệu mà người ta giữ cả hàng nghìn năm. Các bạn sẽ thử hỏi một cái điều là có những cái thánh nhân người ta cực kỳ thông minh, người ta vô cùng trí tuệ, tại sao người ta cứ phải bảo vệ khư khư những cái tài liệu đấy, giữ nó cả hàng nghìn năm làm gì, nó phải có cái ý nghĩa gì của nó, đúng không nào? Những cái thánh nhân đấy họ là những cái bậc có trí tuệ siêu phàm rồi, mà tại sao người ta vẫn tung hô cái đấy, người ta nhấn mạnh vào cái đấy, đúng chưa nào? Thì nó phải có cái trí tuệ bậc cao trong đấy, quan trọng chúng ta phải ứng nghiệm nó trong cuộc sống và kiên trì đấy. Chúng ta muốn có năng lực về lãnh đạo thì dần dần chúng ta phải trao quyền cho những người xung quanh mình. Chúng ta muốn có năng lực về cái việc du lịch giải trí thì trước đó chúng ta cũng phải giúp cho người khác được có cái thời gian du lịch trải nghiệm. Chúng ta muốn có cái gia đình hạnh phúc thì trước đó chúng ta cũng phải gieo cái sự trách nhiệm, gánh vác, hy sinh ra cộng đồng xung quanh, thì tự nhiên gia đình chúng ta cũng ok. Chúng ta muốn có trí tuệ tốt thì chúng ta phải tăng cường cái việc là giúp người khác có trí tuệ thông qua các bài viết, thông qua các video, thông qua những cái lần chia sẻ, thông qua những cái lúc mà chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho người khác. Ví dụ một cái sự kiện là như thế này, một cái nhân quả trong kinh sách nó viết như này. Ngày xưa ở cái thời Đức Phật là có một cái thị giả là A Nan. A Nan có một cái trí tuệ vô cùng siêu phàm, đấy chính là cứ mỗi khi Phật thuyết giảng một cái bài viết nào, là một cái bài giảng thuyết bài pháp nào, là A Nan có thể nhớ chi tiết từng câu từng chữ cái gọi là cái bài giảng đấy. Và người ta không tin, nhưng mà khi người ta truy hồi vào cái tiền kiếp của A Nan, tức là Đức Phật giảng dạy về cái tiền kiếp của A Nan á, thì mới kể một cái câu chuyện là gì. Ngày xưa có một cái người doanh nhân, thì cái người này đã từng làm một số những cái hành động mà hỗ trợ tạo điều kiện cho người ta được ghi nhớ kinh sách rất là tốt. Ví dụ câu chuyện ấy như thế này, là có một cái vị Sa-di là một cái chú tiểu rất là nhỏ, tu tập với một cái vị sư lớn, người ta gọi là một cái vị tỳ khưu khá là già đấy. Thì cái vị tỳ khưu già này thì giao cho cái vị sa di này rất nhiều những cái bài học về kinh sách, hay rất nhiều những cái đề mục để cần phải hoàn thành mỗi ngày. Và cái thời của Đức Phật thì thời đấy là theo cái truyền truyền thống là phải khất thực. Khất thực có nghĩa là mỗi một ngày đến đúng các cái giờ là phải đi ra khất thực để mà có thể là nuôi được cái thân mạng. Vậy thì á,
Nó có một cái hay là như thế này, nó có một cái dở là cái Saji này thì vị này có rất nhiều kinh sách cần phải đọc học thuộc, nhưng mà cái thân á cũng phải lo để cho nó ăn đủ, cho nên là mỗi một lần đi khất thực như vậy thì Saji không có thời gian đọc kinh. Và ngoài ra cái vị trí khất thực thì nó rất là xa, cho nên là khi mà về thì nó muộn mất cái giờ gọi là giờ giờ để đọc kinh, lại phải làm cái đề mục khác rồi, cho nên là vị Saji đấy không có học được, không có đọc kinh được, không tài nào nhớ được, bởi vì là nó có rất nhiều nhiệm vụ mà khất thực không thành công thì nó vừa đói mà lại vừa không có thời gian để đọc kinh. Thì cái có một cái vị doanh nhân thời đấy là một cái vị trưởng giả, thì cái vị này là cái vị ấy nhìn được cái vị Saji này cần phải như vậy, cho nên cái vị trưởng giả này bắt đầu đưa ra một cái lời cúng dường, đấy chính là con xin được cúng dường ngài. Ngày xưa đất nước Ấn Độ thì cấp bậc nó rất là cao, tu sĩ thuộc dạng cấp bậc cao nhất, sa môn cao nhất. Doanh nhân trưởng giả thì là một số những cái thứ gọi một số những cấp hạng nó thấp hơn rất là nhiều, cho nên luôn luôn kính cẩn gọi các ngài, hay là gọi đấy con xin là cúng dường ngài, là từ bây giờ đi ngài không cần phải đi đâu nữa, ngài cứ ở trong chùa và con sẽ xin được cúng dường cái thực phẩm giúp cho ngài có được cái việc, đấy chính là ngài có cái khả năng thuận lợi trong cái việc đọc kinh sách, nhớ kinh sách để mai sau phổ độ cho chúng sinh. Thì cái chính cái nhân đấy nó giúp cho cái người doanh nhân ấy, sau khi mà cái người trưởng giả ấy, sau khi mà chết thì thọ sanh trở thành An Nan. Đấy, chính nhờ cái nhân đấy mà khi mà thọ sanh trở thành An Nan thì cái lực điện quan tâm linh nó di chuyển kiểu gì đấy, và nó khiến cho cái vị doanh nhân trưởng giả đấy ngày xưa tạo gieo cái nhân thuận lợi cho cái vị Sa Di đấy được học tập nhớ kinh sách rất là nhiều, thì bây giờ cái vị tự nhiên sinh ra ấy, cái vị trưởng giả đấy trở thành An Nan và có một cái trí nhớ rất là siêu phàm. Có nghĩa là gì? Chúng ta gieo cho người các cái sự thuận lợi trong buôn bán kinh doanh làm ăn, hay gieo cho người các cái sự thuận lợi trong trí tuệ thì tự nhiên trí tuệ chúng ta được tăng lên. Thì cái đấy nó là cái gieo cái gặt, và thời nay thì nó không cần kiếp trước kiếp sau nữa, mà chúng ta gieo bây giờ bởi vì cái lực của nghiệp á, các cái nhân duyên nó rất là nhiều, cho nên là thường là không cần phải kiếp trước kiếp sau mà nó nhãn tiền luôn. Vậy chúng ta cứ tạo điều kiện thuận lợi cho người ta đạt được một cái gì đấy thì tự nhiên là chúng ta cũng sẽ đạt được cái đấy. Và nên nhớ là phải có yếu tố dài hạn. Nên nhớ là phải có yếu tố dài hạn. Dài hạn, quan trọng là dài hạn và bền chí trong một thời gian dài. Bởi vì á, nó giống như là như thế này, chúng ta gieo một cái vựa lúa, chúng ta phải cần 3 đến 6 tháng. Chúng ta mới gặt được thậm chí cả năm. Bây giờ chúng ta muốn có một cái A, cái B, cái C chắc chắn chúng ta phải kiên trì gieo trong một vài thời gian. Có một vài học viên ngày xưa mới, và không phải học viên của tôi mà mới bảo là à, tại sao em theo anh em làm một số việc thiện rồi nhưng cuộc đời của em chả thay đổi gì lắm. Và tôi hỏi là thế anh chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thì chị, cái này câu chuyện thật là chị ấy bảo là chị bây giờ năm nay gần 50 tuổi rồi. Vậy thì từ cái lúc mà chị ngộ được ra cái nhân thiện và quả thiện mà gieo gặt thì lúc nào? À chị mới ngộ ra là tầm 1 năm 2. Vậy thì từ trước đó 49 tuổi, từ trước đấy chị có làm không? Chị cũng làm, nhưng mà ít, nói chung là cũng không hiểu nhân quả nên gieo nhiều. Vậy thì tôi thử hỏi là à, bạn mới dành ra một vài hành động làm thì làm sao mà có kết quả nó quá nhanh như vậy được? Cho nên á, cái tâm á, đừng có mong cầu quá nhiều về cái việc là quả nó gặt nhanh, mà quan trọng là phải gieo. Gieo, 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 bền chí gieo, quả nó sẽ đến theo đúng cái gọi là cái chu kỳ của nó, và đôi khi vài ba năm, thật sự vài ba năm, vài ba năm, 3 năm đến 5 năm, thậm chí là như vậy. Nhưng mà cái thời gian nó rồi cũng sẽ trôi qua. Cái quan trọng là ngay từ khi các bạn hành thiện, chuyển từ cái việc ác sang thiện mà gieo được những cái nhân đó, thì tự nhiên là cái cuộc sống của bạn nó khác lắm. Nó dần dần nó tốt lên dần dần một chút, nó không có bùng nổ bùng một phát nhưng mà nó dần dần tốt lên. Tại sao có yếu tố dài hạn này? Bởi vì sao? Có những cái người á, nó mang lại cho người khác những cái sung sướng ngắn hạn, tuy nhiên về dài hạn rất khổ đau. Ví dụ buôn bán ma túy mang đến cho khách hàng những cái thứ rất là sung sướng về mặt ngắn hạn đúng không nào? Hay là về hành dâm mang lại cho người khác cái sự rất là sung sướng ngắn hạn. Tuy nhiên về dài hạn thì rất là khổ đau. Đấy, rượu bia cũng tương tự như vậy. Cái người buôn bán rượu bia hay là giúp cho người ta có những cái bữa ăn ngon về mặt thực phẩm, rượu bia chẳng hạn, thì mai sau thường gặt những cái quả là người ta cũng sẽ được vui đùa rất là nhanh, rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái khổ là khổ về sức khỏe, mai sau thường người ta cũng sẽ bị hệ lụy say rượu hay say bia ấy. Trong cái đấy là tôi nhìn nhận trong cuộc sống của gia đình tôi hay là trong cuộc sống của một số những cái người xung quanh. Ngày xưa tôi đã từng dạy một cái học viên mà ông ấy 54 tuổi, 55 tuổi, anh ấy trắng tay. Ngày xưa ấy, cái thời trẻ là một trong những cái gọi là một trong những cái lầy, một cái người doanh nhân gọi là rất là nhiều tiền, một ông chủ của quán nhậu rất là nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Nhưng một thời gian sau ấy, tự nhiên bị rượu đè và đổ đốn sức khỏe
Gan các kiểu tự nhiên phá sản hết. Thì đấy là cái nhân cái quả nó về về nhưng mà nó về mất thật thời gian. Tương tự như bạn, các bạn muốn cái gì các bạn phải gieo cái đấy. Vậy muốn cái sức khỏe, muốn cái này thì trong cái phụ lục số 3 thì các bạn đã có rồi. Các bạn hãy cố gắng gieo, thì đấy là một số những cái thứ về nhân quả. Tôi để một số những cái ý như vậy, gieo liên tục đều đặn hàng ngày, hàng tháng, và cho mình phải kiên trì hàng tính bằng năm luôn chứ không phải là hàng ngày đâu. Đấy, tương tự như giống như các bạn học đức tính của một người nông dân á, người ta muốn có lúa ăn thì người ta phải cày đất này, chọn đất này, cày đất này, sau đấy là làm đủ những cái thứ mà nó thiên về cái việc là gieo hạt giống, phải mua hạt giống để gieo. Cho nên nhiều bạn, các bạn không chịu đầu tư tiền bạc vào học tập, các bạn không chịu trích ra một phần để đầu tư, và các bạn cứ muốn cái gì cũng miễn phí. Tôi chả hiểu là chả có hạt giống nào tốt mà miễn phí cả. Và những cái thứ miễn phí đấy nó cũng chỉ là có cái thời gian rất là ngắn hạn thôi. Các bạn không gieo ra, các bạn không tạo điều kiện cho người khác bán được hàng, làm sao mà người các bạn mai sau các bạn bán cái gì để người ta mua được? Các bạn sẽ cần phải hiểu là các bạn muốn bán được hàng để cho người ta mua thì trước tiên các bạn phải gieo cái hạt giống của sự hào phóng. Các bạn phải gieo cái hạt giống của việc là trước đó các bạn không chịu khó đánh đổi đầu tư thì mai sau các bạn bán cái gì thì người ta mới đầu tư cho các bạn được chứ. Đấy là nhân quả mà. Các bạn cứ khư khư là người ta buôn bán cái gì các bạn khư khư là không, tôi không muốn cho thằng ra đây có tiền đâu, tôi không muốn đâu, các kiểu ABC, tôi chỉ muốn miễn phí thôi, thì mai sau các bạn bán những cái thứ làm sao người ta mua cho các bạn được. Đấy, cho nên đấy là cái nhân cái quả, mà gieo một thì chắc chắn sẽ được thưởng được nhiều hơn đấy. Và thứ hai nữa, chọn đất, chọn yếu cái người để gieo thì thường là dựa vào cái nhân duyên xung quanh, có thể là các cái sự kiện các bạn được gặp bố mẹ này, những cái cộng đồng tăng lữ này, các bạn Thiên Chúa giáo thì các bạn có thể vào nhà thờ, hay là vào những cái người mà các bạn đã từng giúp đỡ các bạn, hay là vào những cái người mà có cái khả năng giúp đỡ nhiều người khác thì các bạn giúp, thì tự nhiên là cái mức độ từ trường mà các bạn giúp đỡ đến những cái người từ trường cao thì thường mai sau cái quả nó về lớn. Các bạn giúp một ông tiến sĩ hay là giúp một ông một cái chủ tịch nước thì nó khác với cái việc là các bạn giúp một người dân thường. Tất nhiên á, về cái mặt là nhân quả nó có nhiều cái yếu tố phức tạp, tuy nhiên thường giúp một cái người chủ tịch nước chẳng hạn thì cái quả nó về nó nhiều hơn, bởi vì cái từ trường của người kia nó lớn hơn. Hay các bạn giúp một cái vị thánh tăng chẳng hạn thì cái quả nó các bạn lại còn lớn hơn gấp bội nữa, bởi vì thánh tăng là cái người mang chân lý đến với cuộc sống, cho nên cái từ trường của người ta cao khủng khiếp lắm. Đấy là những cái thứ về nhân quả. Vậy tiếp đến chúng ta đi qua một chút về luật hấp dẫn nhá.